Xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Lữ Tài của mình. Mình tên Hạnh Nhật Tấn. Hôm nay Hạnh Nhật Tấn sẽ làm một cái video hay là gọi là một cái clip nói về cái việc mà chúng ta chọn cái hướng để chúng ta đặt bàn thờ. Thì cái việc đặt bàn thờ đó thì nó có là tất cả hết là hai thiết. Một thiết là chúng ta phải dựa vào cái bản mệnh của gia chủ mà chúng ta đặt bàn thờ cho nó đúng hướng à. Rồi còn mà một thiết nữa tức là chúng ta dựa vào cái trạch nhà. Trạch nhà mình gọi là tọa đó các bạn. Cái tọa của căn nhà tức là về cái sau phía sau lưng của căn nhà đó. Thì dựa vào cái phía sau lưng của căn nhà mà chúng ta phân định và tính toán để tìm ra được cái phương hướng tốt cho cái việc mà chúng ta đặt bàn thờ ngay tại hướng nào cho nó sinh tài. Khi chúng ta lựa chọn cái hướng để chúng ta đặt bàn thờ thì các bạn nên để ý cái hướng thuộc về là hướng quen, thuộc về là hướng xét và hướng tử, là ba hướng là chúng ta cấm kỵ đặt bàn thờ luôn. Cả ví dụ như bàn thờ tổ tiên hay bàn thờ Phật hay là bàn thờ ông địa, các bạn nên xem cái video này để biết cái phương hướng để chúng ta đặt cái bàn thờ cho nó đúng hướng để nó sinh tài cho mình các bạn nha. Rồi trước khi đi vào bài, tôi cũng xin nói vài đôi điều là dạo gần đây thì tôi cũng không có thời gian gì nhiều để dành để làm ra nhiều cái déo hơn, có nhiều khi tôi cũng phải làm chậm video lại, tức là video tôi sẽ xuất ra chậm lại tại vì công chuyện của tôi nó quá nhiều đó. Còn tức là cái ngày nào tôi rảnh thì tôi quay video quay clip, còn ngày nào mà không rảnh thì thôi. Còn mà cái trả lời bình luận đó các bạn, thì đợt gần đây thì cho dù bận biểu cấp mấy thì tôi cũng dành ra một ít thời gian để trả lời bình luận của tất cả các quý vị, tất cả các anh chị. Nhưng càng ngày thì công việc của tôi nó càng nhiều và khách khứa nó cũng càng đông, thì cho nên là thời gian của tôi thì trong một ngày nó là rất là ít ỏi á, cho nên là khó mà trả lời bình luận cho tất cả các quý vị được. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng trả lời, trong một cái thời gian nào rảnh là tôi sẽ cố gắng trả lời hết. À, thì đợt vừa qua thì hàng ngày tôi đều trả lời tin nhắn cho tất cả các quý vị, nhưng mà dạo này thì tôi không dám chắc là hàng ngày mà sẽ chậm lắm thì cỡ 2 ngày tôi sẽ trả lời bình luận hoặc là trả lời tin nhắn Zalo hay là Facebook cho tất cả các quý vị. À, cho nên các quý vị cũng phải thông cảm cho Hạnh Nhật Tấn nha. Rồi bây giờ chúng ta lại bước vào bài. Nhưng mà trước khi bước vào bài thì chúng ta cần nên xem cái biểu đồ này để chúng ta dễ hiểu. Chứ nói là chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được. À, nhưng mà bây giờ mình sẽ nói sơ là chúng ta phải dựa vào cái trạch của ngôi nhà, tức là phía sau, tức là cái hướng với cái tọa, thì hai cái nó bị đối xứng với nhau đó các bạn. Ví dụ như nhà của chúng ta là hướng bắc thì tọa của chúng ta sẽ là hướng nam đó. Thì bắt đầu từ hướng nam thì chúng ta biết là cung ly, thì chúng ta bắt đầu là lấy cái con số 9 nhập trung cung và chúng ta sẽ tính tính ra là 8 hướng còn lại. Rồi bây giờ thì cái cách tính như thế nào và chi tiết ra sao thì mời tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tôi theo dõi. Mời. Rồi, Hạnh Nhật Tấn xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu về cái bảng này. Cái bảng này là để chúng ta tìm cái hướng để chúng ta đặt bàn thờ các bạn. Thì luôn áp bàn thờ tổ tiên, bàn thờ ông địa hay là bàn thờ Phật, Bồ Tát thì cũng đều chúng ta cũng phải tìm cái hướng tốt để chúng ta đẩy vào thì cái tài tài vận nó mới tăng lên các bạn. Rồi
bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm dựa vào những cái bản này. Thì có cái bài trước là tôi đã giảng về cái phong thủy hiền không phi tinh bài 1 đó, thì tôi đã nói về cái đường bay của cũ tinh đó, của phi tinh đồ. Thì cái cách đường bay đó thì là nó tính ra được chính cái bảng này. Thì chính cái bảng này dựa vào cái tọa của căn nhà đó, như là cái chứ không phải dựa vào cái hướng của căn nhà, mà chỉ dựa vào cái tọa của căn nhà để chúng ta lập ra một cái bản sơ đồ. Rồi từ cái bản sơ đồ chúng ta mới tìm ra được cái hướng của cái bàn thờ để chúng ta đặt, để nó sinh tài cho chúng ta. Rồi nếu mà các anh chị nào mà chưa học qua bài 1 thì các anh chị hãy quay lại cái bài mà hướng dẫn học phong thủy hiền không phi tinh đó, bài 1 đó, thì các anh chị hãy coi lại. Còn nếu mà các anh chị nào mà làm biến tính, không muốn tính, thì sẵn có cái bảng này chúng ta cũng không cần tính, chỉ dựa vào cái bảng này mà chúng ta phân định thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài nhé. Ở đây nè các vị nên để ý là nó đều là khảm trạch. Bây giờ tôi sẽ đọc ngược lại là trạch khảm cho dễ mình dễ nhớ. Cái trạch khảm, trạch ở đây là chữ tọ, trạch ở đây dịch là tọ, tọ là ở về sau nhà, còn hướng là ở trước nhà. Các bạn nên để ý. Thì cái tọ của căn nhà là bao nhiêu độ và là hướng nào, thì các bạn xách la bàn, các bạn đo cái tọ của căn nhà của các bạn, thì các bạn sẽ tìm ra được cái giờ từ cái tọ đó, giờ các bạn sẽ tìm ra được cái bản đồ này, tìm ra từng cái bản đồ nào mà liên quan tới cái tọ của mình. Tọ này là tọ khảm, tức là nhất khảm, khảm là nó thuộc về số 1, thì lấy số 1 nhập chung cung và nó sẽ ra được tất cả các hướng, là nó ra là hướng tây bắc, hướng tây, hướng hướng này là hướng tây nam, hướng này hướng nam, hướng này là hướng đông nam, hướng này hướng đông, và hướng này là hướng đông bắc, và hướng này là hướng bắc. Thì bây giờ mình không cần biết tất cả các hướng như thế này, mà mình chỉ chú trọng tới cái con số 5. Các bạn nên nhớ chú trọng tới cái con số 5. Tại vì khi mà chúng ta sẽ lập, nếu mà chúng ta là nhà tọ khảm, tức là nhà tọ tọ bắc, mà hướng nhà lại là hướng nam, hướng nam, nhà hướng nam tọ bắc, thì là chúng ta sẽ dùng cái bảng này, nhà hướng nam tọa bắc nha các bạn. Thì các bạn nên để ý cái con số 5 này luôn luôn, lúc nào nó cũng bay về cái hướng nhà. Thì các bạn để ý là con số 5 mà nó bay về cái chỗ nào, thì cái chỗ đó là cái hướng của hướng nhà của chúng ta đó. Vậy là con số 5 nó bay về cái cung này, vậy là chúng ta biết cái cung này là cung hướng nam. Tại vì cái trạch khảm là tọa bắc, thì đương nhiên nhà là phải là hướng nam. Giờ tất cả các cung khác, các bảng khác nó cũng đều như nhau vậy các bạn. Các bạn chỉ cần tìm ra được con số 5 nằm ngay tại cung nào, và chúng ta phân ra hai cái cung, hai bên hông của nó. Tức là một cái căn nhà chúng ta sẽ phân ra là chính giữa, rồi bên trái và bên phải của căn nhà. Rồi chúng ta sẽ đặt bàn thờ ngay tại chính giữa, hay là bên trái căn nhà, hay là bên phải căn nhà. Thì thường thường thì tùy theo bàn thờ mà chúng ta đặt. Trừ cái bàn thờ của ông Táo ra, thì bàn thờ ông Địa này, bàn thờ tổ tiên và bàn thờ Phật, chúng ta nên biết phân biệt là để bên trái ngôi nhà hay bên phải ngôi nhà. Hoặc là có khi chúng ta sẽ đặt chính giữa ngôi nhà, nếu mà chính giữa ngôi nhà là hướng tốt, thì chúng ta cần phải tránh ba cái hướng là quan, tử, sát. Cái hướng nào mà thuộc về quan, tử, sát thì chúng ta tránh. Còn có cái hướng nào mà nó nằm ba cái cung này là quan, tử, sát, nó nằm một hàng vậy nè, thì chúng ta phải tìm theo cái cung mệnh của chúng ta, cái hướng nào tốt thì chúng ta đặt bàn thờ. Nhưng mà cái thiết này là cái thức chính, cái bài này là bài chính để chúng ta tìm cái hướng để chúng ta đặt bàn thờ, nó sẽ sinh tài. Còn nếu mà cái nhà của chúng ta mà nó có một cái hướng nào đó là nó thuộc về là quan, tử, sát, nó là một hàng luôn, tức là cái cung nào nó cũng là cung xấu, thì chúng ta phải tìm cái cung nào nó hợp với cái bổn mệnh của chúng ta thì chúng ta dùng. Rồi
Bây giờ chúng ta nên để ý trạch khảm thì chúng ta lấy con số nhất khảm chúng ta bỏ ở ở đây và chúng ta phân ra được là 9 ô. Thì các bạn nên để ý con số 5 lúc nào nó cũng, nếu mà các bạn lập ra phi tinh đồ kiểu này thì lúc nào, nếu mà các bạn mà lấy tọ các bạn bỏ vào chính giữa thì đương nhiên cái con số 5 lúc nào nó cũng bay về cái hướng. Thì tất cả các bảng này nó cũng đều là con số 5 bây giờ hướng các bạn. Đó. Chậm lát tôi sẽ nói với sao bây giờ là con số 5 này. Thì các bạn nên để ý là con số 5 bây giờ hướng thì bên trái ngôi nhà này, bên phải ngôi nhà. Còn cái này là chính giữa. Chính giữa thì bị chữ quan, bên trái thì bị chữ tử và bên phải thì có chữ xanh. Thì ngôi nhà này chúng ta nên đặt bàn thờ ngay tại bên phải của căn nhà. Tại vì ngôi nhà này là thuộc về hướng nam, tọ, bắc. Thì chúng ta nên đặt bàn thờ ngay tại tay phải của căn nhà. Rồi, chúng ta qua cái hướng nhà này. Hướng nhà trạch khôn. Nhà trạch khôn thì là thuộc về là tọ tây nam. Mà hướng là hướng đông bắc. Mà hướng đông bắc của căn nhà này là nằm ở đâu? Là con, các bạn tìm ngay tại con số 5. Con số 5 nó nằm ngay cung này. Thì các bạn biết cung này là cung đông bắc. Thì hai cái cung kề bên là cung này là cung bắc, hướng này là hướng bắc và hướng này là hướng đông. Thì đây là hướng đông bắc, đây là hướng đông bắc. Rồi, thì ngay tại chỗ này nó bên tay phải của căn nhà, thì hướng nhà của mình là thuộc về hướng đông bắc rồi này. Thì bên này là thuộc về hướng đông, bên tay phải của căn nhà thuộc về hướng đông, thì bên tay trái của căn nhà thuộc về hướng bắc. Thì hai bên đều tốt, chỉ có chính giữa nhà là không tốt. Bên phải ngôi nhà thì tốt hơn, bên phải ngôi nhà thì được chữ xanh và bên trái ngôi nhà thì được chữ tuyết. Rồi, thì chúng ta nên chọn cái chỗ bên phải ngôi nhà để chúng ta đặt bàn thờ. Giờ chúng ta qua cái cung khác, đó là trạch trắng tức là hướng tây tọ đông. Trắng là thuộc về đông, trạch là tọ, cho nên mình gọi là tọ đông. Thì tọ đông đương nhiên là nhà hướng tây. Nhà hướng tây thì hướng tây nằm bên cung này. Thì các bạn muốn phân định được cái hướng nhà của các bạn thì các bạn nên dựa vào cái con số 5 này, nó bây giờ cung nào thì cung đó là cái ngôi nhà, là hướng nhà của các bạn đó. Hướng này là hướng tây, thì hướng này là hướng tây bắc và hướng này là hướng tây nam các bạn. Hướng này hướng tây nam và hướng này là hướng tây bắc. Thì hướng bên trái của ngôi nhà là hướng tây nam, nó thuộc về chữ tiết, và hướng bên phải ngôi nhà là nó thuộc về hướng tây bắc, là thuộc về hướng vượng. Thì chúng ta nên đặt bàn thờ ngay tại chỗ đây, là cực kỳ tốt. Rồi, bắt đầu chúng ta qua cái bảng kế tiếp. Bảng kế tiếp bên này là nhà trạch tốn. Trạch tốn tức là hướng đông tốn là đông nam đó các bạn. Vậy là nhà hướng tây bắc còn tọ là đông nam. Thì lục gọi là tứ tốn, chúng ta để số 4 ở đây, chúng ta phân ra chính cung. Thì chúng ta để số 5, vậy đây là hướng tây bắc. Hướng tây bắc thì nó có chữ quan là chính giữa nhà cực kỳ thì xấu, và bên trái ngôi nhà là hướng tây nó có chữ xét, và bên phải ngôi nhà là hướng bắc thì nó có chữ tiết. Vậy là chúng ta đặt bàn thờ ngay tại hướng bắc của căn nhà, tức là tại tay phải của căn nhà thì tốt. Rồi chúng ta qua cái nhà trạch càng. Trạch càng tức là hướng đông nam mà tọ là tọ tây bắc. Thì lục càng chúng ta nên để số 6 ngay chỗ chính giữa trung cung và phân ra 9 ô. Thì chúng ta nên để ý con số 5 nó bay về chỗ nào thì chỗ đó là cái hướng nhà, và hai bên của nó tốt hay xấu là chúng ta ví dụ vào đây. Thì bên phải của căn nhà là thuộc về chữ tiết, bên trái của căn nhà thuộc về chữ tử. Vậy căn nhà này chúng ta nên đặt bàn thờ ngay tại bên phải của căn nhà. Bên phải của căn nhà là thuộc về hướng nam, và bên trái của căn nhà thuộc về hướng đông. Vậy là hướng nhà là, bởi vì hướng nhà là hướng đông nam, thì hai bên là hướng, đương nhiên là hướng nam và hướng đông. Đó. Rồi, thì bàn thờ chúng ta nên đặt về hướng tay trái, tay phải của căn nhà, đó là hướng nam. Rồi chúng ta bắt đầu qua cái lại và tiếp cái trạch đồi.
Trạch đồi tức là hướng nhà là hướng đông, mà tọa là tọa tây. Thì đồi nó thuộc về con số 7, thì chúng ta đặt cái con số 7 nằm ngay tại cung này, cung chính giữa, và chúng ta phân ra được là 9 ô. Rồi chúng ta tìm con số 5, con số 5 luôn luôn là cái hướng của căn nhà. Thì chính giữa nhà là thuộc chữ quen, bên phải căn nhà thuộc về chữ vượng và bên trái căn nhà thuộc về chữ tiết. Vậy là hai bên này đều là tốt cả, nhưng mà bên phải căn nhà là thuộc về chữ vượng thì nó thấy tốt hơn. Vậy là chúng ta đặt bàn thờ ngay tại tay phải của căn nhà. Tiếp theo đó là nhà trạch cắn. Trạch cắn tức là hướng tây nam, mà tọa là hướng đông bắc. Tọa nhà là đông bắc và hướng nhà là tây nam. Đó, thì hướng nhà là tây nam là nằm ngay tại con số 5 này. Thì các bạn nên để ý, hồi nãy tôi cũng vừa nói là bên trái ngôi nhà là thuộc về hướng nam, mà bên phải ngôi nhà là nó thuộc về hướng tây. Thì hướng này là hướng tây nam mà. Đó, thì là nó là cực kỳ xấu, là ba ô nó đều là quan sát tử hết. Đó, thì cái nếu mà chúng ta ở trúng cái ngôi nhà này thì chúng ta nên lựa cái cung mà nó tốt cho cái trạch chủ, nó tốt cho cái mệnh của chúng ta đó, thì chúng ta dùng. Đó, nó cái mệnh của chúng ta với cái hướng đó nó thuộc về là thiên y, phúc đức, phục quỳ và sanh khí thì chúng ta dùng. Còn mà tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát, họ hại thì chúng ta không dùng. Đó. Rồi chúng ta qua cái cung nhà cuối cùng, đó là cung nhà trạch ly. Trạch ly tức là hướng bắc tọa nam. Đó. Tọa này là tọa hướng nam, ly là hướng nam. Ly là thuộc về cửu ly, thuộc về con số 9, cho nên chúng ta đặt số 9 ngay tại trung cung và chúng ta tính ra là tất cả các ô 9 ô, và chúng ta tìm con số 5 ngay tại cung này. Vậy là cung này là nó thuộc về hướng bắc nè các bạn, hướng nhà là hướng bắc, thì nó có chữ quen. Còn bên tay trái của căn nhà nó có chữ sát, và bên cây tay phải của ngôi nhà thì nó có chữ xanh. Vậy là chúng ta nên để cái bàn thờ ngay tại tay phải của căn nhà các bạn, còn tay trái của căn nhà là chữ sát chúng ta không dùng, và chính giữa căn nhà có chữ quen chúng ta cũng không dùng, chúng ta chỉ dùng bên tay phải của căn nhà là có chữ xanh. Rồi giờ tôi sẽ thu nhỏ cái bản đồ lại cho tất cả các quý vị nhìn thấy cho rõ. Rồi đó là cái bản đồ này, các bạn có thể dùng giấy viết ghi lại để dễ bề tính toán. Còn nếu các bạn làm biếng lấy giấy viết ghi á, thì tôi cũng đã có một cái đường link và tôi đã gửi file trên đó. Ví dụ như cái file này là cái file 60 trang, tức là 30 tờ đó các bạn, là 60 trang của cái quyển gọi là nhập môn phong thủy huyền không đó các bạn. Đó. Rồi. Bây giờ là tôi sẽ tìm lại cái trang đó. Đó. Thì cái file này á, những cái file này á, các bạn có thể in ra thành sách các bạn. Cho nên á, là những cái file này tôi sẽ để ý cái link ở dưới video, các bạn nào muốn tham khảo thì các bạn có thể tải về. Đó. Thì cách tải thì nó cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ vào link là các bạn sẽ được chuyển vào cái vlog của tôi. Và cái cách tải là như sau. Thì trong đây thì tôi đã in ra là rất là nhiều tờ từ cái quyển sách đó, và cũng kèm theo là cái ngày xem ngày động thổ của 12 tháng đó. Nhưng mà do là trên đây thì tôi không có gửi lên nhiều được đó. Thì cho nên tôi đã giấu nó trong một cái trang khác, đó là các bạn phải chỉ vào đây đó, là tại đây là tải ngay nè đó, các bạn chỉ vào là cách tải như thế này. Thì các bạn bắt đầu là chờ nó chạy 4 chạy 5 giây. Thì còn nếu mà nó hiện cái bảng nào đó chỗ này thì các bạn cứ việc tắt nó đi. Rồi các bạn, nếu mà các bạn mà tải bằng điện thoại thì nó sẽ lâu hơn. Còn các bạn mà tải bằng máy tính thì nó sẽ mau hơn các bạn. Và từ cái file máy tính đó các bạn có thể đem cái file đó các bạn copy vào
trong một cái thẻ nhớ hoặc là trong một cái gì đó, rồi các bạn đem ra tiệm các bạn photo. Rồi khi mà hết 5 giây các bạn bấm vào chữ chữ ship này thì nó sẽ dẫn các bạn đến một cái trang, trang này nè. Còn cái bản thông báo này là các bạn bỏ đi. Khi mà các bạn bấm vào cái dòng này á thì nó sẽ có một cái trang khác hiện ra, các bạn bỏ cái trang đó đi thì nó sẽ hiện cái trang như thế này các bạn. Rồi các bạn bấm chữ download rồi. Rồi các bạn có thể dùng cái tài liệu này các bạn in ra sách, các bạn ra tiệm á các bạn in ra sách. Đó. Nhưng mà chờ tôi làm cho đủ một quyển á, giờ các bạn hãy in ra sách. Tại vì thời gian á thì tôi không có. Và khi mà scan những cái tài liệu này á là giao về tiệm á, nó ăn tôi là một trang như vậy là 2000 dữ, 2k dữ, thì 10 trang là thành 25.000 và 20 trang là 50.000. Thì thành ra là scan này là nó rất là tốn kém, cho nên là tôi không có scan nhiều. Một ngày tôi chỉ làm mấy vài tờ thôi để đăng lên cho tất cả các quý vị thôi. Đó. Rồi video đến đây cũng Hạnh Lạc Tấn cũng xin được kết thúc video tại đây. Tại vì video đến đây cũng đã quá dài, Hạnh Lạc Tấn xin được kết thúc. Rồi lời nói tiếp theo là tôi cũng xin nói lại, đó là một ngày tôi sẽ scan ra chừng 10 tờ hoặc 20 tờ và sẽ đăng lên cho tất cả các quý vị để tất cả các quý vị tải về và nghiên cứu nha. Đó. Thì sau này khi mà tôi scan hết cái quyển này rồi xong, tôi sẽ scan vào quyển khác. Đó. Thì từng quyển các bạn, còn các bạn nào muốn tôi scan quyển nào thì các bạn cứ để bình luận bên dưới, tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các quý vị. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Còn một điều nữa đó là khi các bạn nhận file đó thì các bạn hãy nhớ là lâu lâu thì hãy vào ngay tại cái đường link đó để xem thử tôi có tải lên cái thêm cái trang nào nữa không, thì các bạn cứ tiếp tục tải về tiếp nha các bạn. Rồi chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh để kênh của Hạnh Nhật Tấn một ngày một phát triển mạnh lên, và Hạnh Nhật Tấn sẽ có nhiều niềm vui, sẽ có nhiều tư duy hơn để ra nhiều clip hay hơn để cống hiến cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị. Chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị. Chào.